Hello chào các bạn. Hôm nay tiếp tục quay tới channel của ông Hiệu Vlog các bạn. Hôm nay ông Hiệu Vlog không có cái vlog gì các bạn ạ. Hôm nay ông Hiệu Vlog chỉ cái quần này. Thì cái quần này mà ông Hiệu Vlog làm cho các bạn xem. Vì cái quần này hôm nay ông Hiệu Vlog là một ngày sinh nhật. Nên là ông Hiệu Vlog sẽ khui cho các bạn biết. Vì hôm nay là ông Hiệu Vlog có rất là nhiều bạn ủng hộ ông Hiệu Vlog. Mình sẽ ủng hộ. Vì hôm nay là sinh nhật ông Hiệu Vlog được 27 tuổi các bạn. Vì cái quần này là hôm nay các bạn tặng cho mình rất là nhiều thứ. Đây, tiền các bạn ơi. Mình sẽ đếm cho các bạn xem. Mình không phải là khoe tiền nha các bạn nha. Mình muốn cho các bạn biết là hôm nay mình các bạn đã ủng hộ mình và chúc mừng sinh nhật mình được xem được bao nhiêu các bạn ạ. 100 200 các bạn, 200 rồi nha các bạn nhé. Rồi mình sẽ tiếp tục kiểm tra. Các bạn thấy video hay nhớ like chia sẻ cho mình nha, ủng hộ mình. Rồi đây vẫn có luôn các bạn. 200 300 các bạn ạ. 350, 350.000, 400, 500 các bạn. Ok, 500 đây các bạn. Sẽ tiếp tục lục tiếp tục các bạn. Ok, cái túi này vẫn có luôn các bạn. 500, 600 các bạn, 100, 650, 630.000 các bạn, 630.000. Đây, xem có, đây vẫn có luôn các bạn, đây. 680. Xem hộp bì này. Hộp bì này xem bao nhiêu anh các bạn. Rồi, cái này có 200 luôn các bạn. Đó. Cũng khá là. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì các bạn đã ủng hộ mình. Mình rất là cảm ơn các bạn vì mình chỉ sinh nhật một cái đơn giản thôi nhưng mà các bạn ủng hộ mình rất là nhiều, mình cảm ơn các bạn. Và bây giờ mình sẽ đếm số tiền này các bạn đây. Mình không phải là khoe tiền đâu các bạn, chẳng qua là mình muốn cảm ơn các bạn trời đã ủng hộ mình và đã đến chúc mừng sinh nhật của mình. Và bây giờ mình sẽ đếm cho các bạn biết. 100, 200, 300, 150, 450, 500, 600, 650, 650, 650, 700, 800, 900, 930.000 các bạn. Thật sự là mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều trên cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bác các chú mình không biết nói gì hơn là hôm năm mình được 27 tuổi mà họ đã đến mừng mình được 900.000 các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn xem video, nhớ like subscribe cho mình nhá. Và mình rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Và bây giờ mình hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Các bạn xem video nhớ like subscribe cho mình nhá. Đây, mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất là nhiều. Mong các bạn xem video nhớ subscribe và chia sẻ video cho mọi người cùng xem và ủng hộ ông Hiệu Vlog nhá. Vì ông Hiệu Vlog có hoàn cảnh cũng nói chung là rất là khó khăn luôn các bạn. Mong các bạn ủng hộ mình nhá. Và bây giờ mình hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Các bạn xem video nhớ like cho mình nhé, mình không phải là khoe tiền đâu các bạn. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye.